Vẽ mặt nạ hình con thỏ. Trước tiên vẽ một hình tròn sát với mép dưới của tờ giấy A4 và vẽ to lên sao cho cân đối với tờ giấy A4. Vẽ dấu hỏi là lỗ tai mép bên phải của con thỏ. Vẽ dấu ngã, hướng dấu sắt, hơi đứng. Thêm dấu thứ hai là gạch ở giữa. Vẽ dấu hỏi thứ hai cong xuống tạo thành một cái cánh hoa giống như cánh hoa to dài. Sau đó vẽ dấu quyền hơi cong. Kế đó vẽ con mắt hình tròn mé bên trái. Vẽ con mắt hình tròn mé bên phải sao cho nó cùng nằm ngang. Hai con mắt sẽ cân đối. Vẽ hình tròn trên lỗ tai tạo thành cái nơ. Hai bên là hai cánh hoa giống như hai cánh hoa. Rồi vẽ các làn gạch thẳng. Trang trí cho mắt bằng một cái nét cong lên. Vẽ thêm nét cong ở giữa, cong úp xuống. Sau đó vẽ lông mi hướng dấu sắc và nét của lông mi hơi cong. Chúng ta có thể không vẽ lông mi cũng được. Chúng ta vẽ phần trên để tạo cái nón cho chú thỏ. Giống như vô nét dấu á, gồm có 3 nét dấu á. Nét dưới cùng thì to, từ từ lên chúng ta các nét dấu á sẽ nhỏ. Vẽ một cái hình tam giác nhưng ở 3 góc là cong tròn. Vẽ cái miệng giống như số 3, hay nói chung là 2 dấu á kết hợp lại. Cái râu thì dấu sắc, 2 dấu sắc và dấu quyền. Râu bên trái thì 2 dấu quyền và dấu sắc. Trang trí phần nón bằng những lằn gạch thẳng đứng. Các nét có thể xen kẽ với các nét ở bên trên. Và chúng ta có thể vẽ thêm một tầng mắt nữa để tạo sự đậm nhạt lúc tô màu. Thể hiện màu sắc cho bức tranh. Màu sắc diễn tả theo độ đậm nhạt. Từ đậm cho tới lợt hoặc là từ lợt cho tới đậm. Và đối với bài trang trí thì càng nhiều màu sắc thì bài trang trí của chúng ta thêm nổi bật. Để theo dõi các bài vẽ mới, mời các em hãy tham gia đăng ký để cập nhật nhanh.